Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì em lại quay lên cho quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i30. Thưa các bác, Hyundai i30 chiếc này được trang bị máy 1.6 đời 2008 màu đen biển Bắc Giang. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 288 triệu đồng. Xe thì khá là nhiều các tính năng tự động các bác nhé. Em sẽ quay một vòng xung quanh để cho các bác xem rồi em sẽ chi tiết luôn các bác nhé. Một chiếc xe Hyundai i30 2008 máy 1.6 ạ. Được trang bị la răng núc 4 bánh, phanh ABS 4 bánh nhá, màu đen xịn sò. Số tự động, điều hòa tự động, cửa nóc các bác nhé. Không thiếu gì luôn. Một chiếc xe được gọi là đẹp này. Cũng khá là xịn sò các bác nhé. Thì chúng ta hãy xem chi tiết ạ. Rất nhiều cái tính năng tự động luôn, i30 được gọi là xịn sò luôn, máy chất lượng, cửa lóc đầy đủ ạ. Xe thì bao zin nữa bác nhé, không có đâm đụng, không lỗi lầm gì. Keo chỉ cũng zin luôn. Keo chỉ zin toàn xe luôn, các bác yên tâm về sử dụng thôi. Và xe bên em này các bác mua thì quá yên tâm rồi. Bên em sẽ cam kết cho các bác về chất lượng xe. Chất lượng xe luôn các bác nhé. Thì cũng như là tất cả các hành lang pháp lý đều được cam kết ngon lành hết. Một chiếc i30 thì cái khoang đằng sau nó khá rộng này các bác này. Đấy, cái khoang hành lý sau là rất rộng luôn. i30 là nó là cái dòng mà cao cấp của i10 rồi nhé, của Hyundai rồi. Nó cao hơn cả Accent luôn các bác nhé. Đấy, cao hơn cả Accent luôn ạ. Rất đẹp luôn. Là răng núc 4 bánh, phanh ABS 4 bánh này. Đấy, lốp lát thì còn cũng khá là dày, đẹp. Xe nội ngoại thất đẹp luôn, sơn si bóng và nội thất vẫn còn sạch sẽ và không bị rách nát gì nhé. Tất cả là vẫn nguyên zin theo xe này. Đấy, nội thất là nguyên zin theo xe luôn, sạch sẽ luôn. Để cho các bác xem một vòng xung quanh rồi em sẽ quay về máy các bác nhé. Vâng, ở những chiếc xe này thì các bác không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Em quay một lượt xung quanh để cho các bác biết chi tiết thôi. Còn các bác nào có nhu cầu xem xe trực tiếp thì đến số 59 đường An Định, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Các bác nhé, vì bên em là ban chợ ô tô Nhất Tín. Các bác đến thành phố Hải Dương thì alo cho em theo số hotline 0789 323 799. Em sẽ đón các bác trên mọi nẻo đường các bác nhé. Và giờ bây giờ em sẽ đóng cửa lại để cho các bác xem cái form này. Đấy, form của chiếc Hyundai i30 2008 máy 1.6 số tự động, điều hòa tự động, cửa nóc đầy đủ các bác nhé. Xe về sẵn đi thôi, không phải làm cái gì ạ. Nếu các bác có nhu cầu mua và sang tên thì bên em sẽ rút hồ sơ các bác nhé. Đã rút hồ sơ sang tên cho các bác. Hyundai i30 2008 các bác nhé. Và giá bên em đang bán là 288 triệu đồng. Các bác có thể là lên mạng search cũng như là lên xem tất cả những chi tiết chiếc xe này. Xe thì bao zin đẹp cho các bác luôn. Đây ạ, chúng ta hãy nhìn xung quanh. Chiếc i30 này thì nó rất là đẹp. Và máy 1.6 nhá, chạy khá là ok. Rất là khỏe và chắc chắn luôn. Đấy, mua về sẵn đi thôi các bác yên tâm nhé. Không phải làm bất cứ một cái gì luôn. Để cho các bác vào xem một vòng xung quanh. Xe này còn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021 cho nên là khá dài. Các bác mua về sẵn đi thôi. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem một chút về phần máy chiếc xe này này. Vâng, đây là khoang máy của chiếc Hyundai i30 2008 máy 1.6 các bác nhé. Thì xe thì khá là xịn sò, bao cho các bác không đâm đụng, không lỗi lầm gì. Thì bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 288 triệu đồng. Các bác nào đang có nhu cầu mua xe thì liên hệ với em theo số hotline 0789 323 799, cũng như là 0896 108 883. Em là hai số Zalo nhé. Thì các bác vào gọi cho em số nào cũng được, hoặc là vào Zalo số nào cũng được. Thì chúng ta sẽ giao dịch trên Zalo, hoặc là em sẽ gửi chi tiết, tất cả những hình chi tiết cho các bác nhé. Đây, máy 1.6 đây. Tất cả đang hoạt động rất tốt. Vâng, thưa các bác, thì em đã giới thiệu chi tiết cho các bác một chiếc xe Hyundai i30 2008 số tự động máy 1.6. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 288 triệu đồng. Các bác có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé, theo số hotline 0789 323 799. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.